đây là phải đây không? D D L L B D nào so với chữ nó về F F D D K K H H đây sao D D L L B B N N cái gì nào ạ chữ B hoặc là chữ R E, 8 phần 10 tốt. Đây nhé các bạn. L, L. Tăng lên thôi. Được 8 rồi đấy. Bước kính tăng từ 0.25 đến 0.5. Trục giữa 12 với 1 ấy. Giữa 7 với 6. Máy chụp là 5 độ. Thôi tin mình đừng tin máy. Đúng rồi, theo chủ quan của bệnh nhân chứ. Máy chỉ là tham khảo thôi. Máy là 5. Máy chụp lệch tí bình thường. Đấy, chỉnh về 8 đi. Tốt. D D L B N. Anh thấy rõ không? Anh thấy nó cũng rõ nhưng mà chưa đạt gọi là 100%, tức là nó vẫn kiểu hơi mờ mờ. Số cận bây giờ bao nhiêu đấy? Chứng tỏ là kính trước là hơi dư. Không, thế đã đọc rồi, nhìn thế nhìn hai mắt. Anh cho cái này vào đi, anh nhìn thấy gì? Cho anh thấy không? Hả? Anh chỉ nhìn thấy nó chấm đen thôi chứ không thấy sao, không nhìn được. Có nghĩa là mình phải thử kính làm sao cho số nó đúng. Không phải sát được số cũ mà là nó phải đạt được 10 phần 10. Còn nét hơn hay không thì cái đấy chỉnh sau. Vì nét hơn nó không đúng theo như là phác đồ mình học. Đấy. Anh đọc đi ạ. Tiếp theo là như chữ E. Đúng rồi. Như số này là đạt tiêu chuẩn này. Nhưng mà mờ ấy. Nên thôi cũng rất là. Tí nữa em kết luận, em phải kết luận cái số thấp thôi kìa. Đấy chứ không phải là. Có nghĩa là số cận đúng của anh này sẽ là trừ 0.75. Ừ, đấy chứ không phải là nếu mà L O đây à D L Z K E Z E Z R D K cái cuối cùng này không gì cái này có đồng mờ đấy không cái này anh gì R anh đoán R tăng mấy độ ấy? Đúng rồi, chính xác. F B K H. Đúng rồi. C 7 F cuối cùng là gì? R sao? R anh đọc được chắc chắn chữ thứ hai anh đọc được.
anh chưa gì à? Cà đấy. C C hoặc là L P L. Ừ, tăng lên nè. Thực ra bảo là cố gắng đọc mà cố quá cũng mệt đấy. Cố quá thì thôi. Đi dịch. Cũng không phải điều tiết đâu mà ý là phải kiểu khó, khó chịu. Kiểu không nhìn rõ mà. Ừ, anh nhìn rõ hơn chưa? Rồi, nhìn rõ hơn. L T P. Đúng rồi. Chỉnh tùy loạn nữa. Thực ra nếu mà đến như thế là được nhé, không phải chỉnh loạn đâu, nhưng chẳng qua là đặt hiệu cao các chủ số còn lại. Thế là thì đang tẹo một mà. Anh thấy có 4 cái đậm đấy. Cái nào anh? Giữa đậm nhất thì là giữa là 7, 6, 12, 1. 7, 6, 12, 1. Là chị? Ờ, em cảm giác như là cái chụp 1, 7 ấy. 7. Ờ, là đậm nhất, đậm nhất. Ờ. Máy chụp ra chụp bao nhiêu? 4, 4, 4. Ừ. Là loạn nó không nhiều. Thôi được, cung cấp đi, không vấn đề gì. Thời biết liền. Thì đều hơn không ạ? Ờ, thì đều hơn. Bật lại chữ đi. Chục mấy đây em? 30. Tốt, 15 nữa. 15 đi. 1 đến 10, à 1 đến 7. Đẹp nhé. Anh... Cũng có 12 đến 1. Nhưng anh bảo là... Giữa mà. 1 đến 7 là đẹp nhé. 1 vừa, 1 mấy đây nhất. Ờ. Bật lại chữ rõ hơn là được. F D K H D L B L. Rút ra xem, rút loạn, rút loạn ra. Em rút ra như này thì mình cảm thấy sao? Anh thấy nó nhòe. Nhòe. Có mắt cái này vào thì nó sẽ nét này. Nét thôi. Em thử lát theo chụp của máy xem có nét không nào. 174. Không, em xoay cái mắt loạn ấy. Chú xoay nữa mà, xoay cái mắt đấy. Xoay mắt rồi, để em xem ra để... Đúng không? Cái vạch về... Đây, L, B, L. Sao nét hơn tiểu? Nhưng mà nó giờ này, nhìn nó giờ ngoài mắt. Thấy mỏi ạ? Nên tỏ là khi là không hợp loạn đâu. Chuyển sang cầu tương đương đi. Chia đôi cái loạn này ra cầu tương đương. Giữ 5 đến 3, 3, 3, 10. Không phải. Đọc rồi. Đọc rồi. Ok. Đấy. Vâng, anh khó chịu mà. Không phải ai cũng đeo được loạn đâu nhá. Cái này cho vào thì nghe. Cái gì này sao? Tấm nghề. Cái này cầm nhẹ luôn. À cái này cũng đỡ nhà nhưng mà vẫn không nhìn được. Ừ. Bỏ cái này sao? Cũng nhẹ đấy. Nhưng mà cũng là mà không có nhẹ, có gì đâu. Nhìn được rồi nhưng mà không chắc là hành động được. Cái đầu tiên là gì? Cái thứ hai là B và L, cái đấy không nhìn B và L, T B phở là sao ấy? Có thể giảm thôi. B hoặc R thì đã hơi không đúng rồi. Thế rồi là giảm hết, rồi ok. Cái này là được sao? Cái này rõ đấy. Ok.